yêu ơi, thì hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, mình đi núi tuyết. Thì trên đường đi núi tuyết thì mình đi qua một cái con đường núi này rất là nguy hiểm, hiểm trở, và người ta nói là cái con đường này rất là ngoằn ngoèo và khó đi nhất tiểu bang Victoria. Mình muốn review lại cho mọi người xem. Cùng đi núi với mình nha cả nhà ơi. Thì mình đi tới một cái dãy núi này, nó rất là ngoằn ngoèo, rất là khó đi, đi lì được sâu thẳm như kia. Ở trên là cao, mọi người thấy không, dãy rất là cao, dãy núi. Thấy không, đây mình đi tới đây rồi, dưới này cũng có dòng sông. Tiếp tục đi nha cả nhà, đi với mình cho vui nha.
tàu chạy trên sông miền quê nước Úc. Wow, cái dầu gió khổng lồ bên cạnh dòng sông Mitchell tuyệt đẹp mọi người ơi.